Đây, hai thằng dưới hoạt động này. Thêm móc dưới hoạt động này. Đó, móc động để đưa chỉ vào trong kim này. Khi chỉ vào kim lên thì hơi thằng trên hoạt động này, thằng dưới ngưng này. Thằng trên hoạt động này. Thằng dưới ngưng này. Đó, ngưng này. Ngưng hoạt động này. Đó, bây giờ hơi đang ngưng hoạt động thì hơi dưới hoạt động. Hơi dưới hoạt động này. Đó, qua này. Để đưa kim đi xuống này, đưa chỉ buộc kim này lên đồng bộ này. Bây giờ khi đưa chỉ buộc kim lên thì hơn đây hoạt động này. Hơn đây hoạt động này, xuống là bây giờ hơn dưới ngưng hoạt động này. Xuống này, ngưng hoạt động này. Để kim rút lên không chỉ này. Đó. Khi kim rút lên không chỉ xong thì sẽ xuống mũi tiếp theo là sẽ xuống lấy chỉ này. Lấy chỉ thì hơn dưới hoạt động, hơn dưới hoạt động để đưa chỉ buộc kim này. Hơn chỉ đưa buộc kim xong thì hơn thằng cây sẽ hoạt động. Để tổ mũi bước tiếp theo này. Đó. Đồng bộ như vậy nè. Khi hơi cây hoạt động thì kim rút lên là không chỉ nè. Không chỉ thì bây giờ kim rút xuống để lấy có chỉ nè. Kim rút có chỉ là hơn dưới hoạt động nè. Để đưa chỉ buộc kim nè. Đó. Bây giờ hơi cây hoạt động này đồng bộ nè. Khi chỉ buộc kim hơi cây hoạt động bộ nè. Thì đi xuống dưới, kim đi xuống dưới nè. Thì sẽ lúc này sẽ rút lên sẽ không quan chỉ thì hơi dưới sẽ ngưng hoạt động. Ngưng hoạt động nè. Lên không chỉ này, ngân động thì bây giờ này, bây giờ bước tiếp theo là xuống lấy chỉ kim này. Xuống lấy kim, xuống lấy chỉ là hơn dưới hoạt động. Đó, đưa lên, hơn xa đi. Khi có chỉ rồi là hơn đây có hoạt động, hơn đây hoạt động thì đưa xuống để nhỏ chỉ này, kim nhỏ chỉ này, kim nhỏ chỉ này, kim nhỏ chỉ thì bắt đầu làm bước hình trình bước tiếp theo là kim đi xuống này, kim đi xuống là hơn dưới hoạt động để đưa chỉ bộ kim này. Kim lên thì hơn đây hoạt động này. Đó, ok.